Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay máy móc Minh Chí xin giới thiệu với tất cả anh em một loại bột rửa xe không chạm và cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam hiện nay. Chính là cái sản phẩm bột rửa xe Feeling Steering. Đây, một sản phẩm của OPS, khóa màu đen nhá. Anh em là cần mua sản phẩm này thì đọc rõ giúp tôi là bột rửa xe không chạm, khóa màu đen. Sản phẩm này đầu tiên là có công dụng là rửa la răng của xe. Nhưng mà ngoài công dụng là rửa la răng của xe thì sản phẩm này cũng có thể rửa xe không chạm, tức là 2 trong 1 và 1 trong 2. Đấy, sản phẩm này nhá, đầu tiên là dung tích của nó là 700g, tức là hơn những cái gói bột rửa xe không chạm ngoài thị trường 200g. Khi chúng ta mua chúng ta đã thêm được 200g rồi. Đấy, ví dụ như anh em chúng ta mua 10 đến 50 gói thì chắc chắn là anh em sẽ được lợi hơn rất là nhiều. Đấy, sản phẩm có mã vạch đàng hoàng. Đấy, công nghệ của châu Âu do bên thứ ba sản xuất, rất là rõ ràng, rất là chi tiết, được đã vượt qua được những cái khâu kiểm định rất là ngặt nghèo, thành ra anh em yên tâm về chất lượng cũng như là xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm. Đây, sản phẩm có bao bì mã vạch rõ ràng cho nên anh em yên tâm nhé. Sản phẩm này ấy, ngoài rửa xe không chạm thì anh em có thể là rửa được la răng của xe rất là sạch. Chính vì vậy sản phẩm này cá nhân tôi đánh giá đang là một trong những cái sản phẩm hot nhất, làm mưa làm gió thần thánh trên thị trường mà anh em chúng ta nên mua. Đấy, sản phẩm này thì bên tôi vẫn đang phân phối đi rất là nhiều khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Anh em đều đã qua kiểm định và đã qua sử dụng, có review rất là tích cực, thành ra là tôi mạnh dạn review cho anh em. Anh em yên tâm về chất lượng sản phẩm nhá. Bao bì sản phẩm, mã vạch rõ ràng, dung tích 700g. Anh em có thể pha với tỷ lệ là 40, 500g thì là 40 lít nước. Thì vị chi là cái này 700g, anh em chúng ta có thể pha khoảng tầm 50 lít nước là dùng thoải mái. Một gói này chúng ta rửa được 40 cái ô tô con 7 chỗ. Còn xe máy thì chắc chắn phải được 80 đến 100 con. Đấy. Ngoài ra nhá, thì sản phẩm này anh em nếu như chúng ta dùng ấy thì tôi khuyên anh em là nếu như mà cảm thấy mà nó loãng quá thì chúng ta có thể đổ thêm dung dịch tạo bọt tuyết vào để bắn cho nó đẹp. Còn nếu như mà nó đậm đặc quá rồi thì anh em chúng ta đổ thêm nước vào. Còn nếu như nó loãng chúng ta pha thêm bọt tuyết. Đấy, cái này rất là tiện lợi, anh em yên tâm là không có gì là chúng ta không giải quyết được, quan trọng là cách thức giải quyết như thế nào thôi. Rồi, còn anh em nào chúng ta sử dụng bột rửa xe không chạm mà chưa biết cách pha và pha làm sao, tỷ lệ như thế nào cho tiết kiệm thì anh em có thể alo cho tôi sẽ hướng dẫn anh em từ A đến Z làm sao mà chúng ta tiết kiệm nhất. Sản phẩm này có ưu điểm thì anh em biết rồi đúng không? Đầu tiên chúng ta rửa lại bằng nước sạch cho xe sạch đã. Tiếp đến chúng ta rửa bột này lên, phịt bột này lên, chờ khoảng 2 đến 3 phút thì chúng ta phịt lại bằng nước. Đúng quy trình như thế thì nó sẽ rất là sạch. Còn nếu như anh em mà chúng ta mà rửa ngay bằng bột thì nhiều khu vực của anh em nắng nóng thì khi bột nó vừa mới chạm vào đấy, nó chưa kịp khô. Đấy, nó khô một phát là anh em nó bám ngay vào xe. Chính vì vậy mới có hiện tượng là nó bụi bẩn bám ở ngay trên xe khi mà vừa mới phịt bột vào. Đấy là vì chúng ta không rửa đúng quy trình. Anh em lưu ý nhá, rửa đúng quy trình thì nó sẽ đạt được hiệu quả rất là tốt. Sản phẩm này máy móc Minh Chí đang phân phối toàn quốc. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với cả tôi nhá. Máy móc Minh Chí.com 0915498666. Sản phẩm này miễn phí vận chuyển toàn quốc. Khi nào đến nơi thì cho phép anh em xem hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, tránh tình trạng là anh em mất lòng tin khi mua hàng online. Sản phẩm có bao bì mã vạch rõ ràng để anh em chúng ta check in nhá. Rồi, ngoài ra thì bên mình đang về rất là nhiều những cái sản phẩm phục vụ cho công việc sửa chữa, rửa xe của anh em. Cho nên là anh em like, subscribe kênh của tôi hoặc là truy cập vào website là máymocminhchi.com để tham khảo thêm nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé.